Có một kỷ niệm nào mà sâu sắc nhất, đáng nhất, nhớ nhất của anh đối với thân phụ của anh không? Vâng, tức là anh nói là những ấn tượng, dạ, nhớ về gia đình. Gây nhiều ấn tượng đối với anh. Thì tôi nghĩ ngoài tôi ra đó, Trạch em tôi có lẽ cũng có một cái ấn tượng, thì Trạch sẽ cũng nói trình bày sau khi tôi trình bày xong thì Trạch cũng sẽ nói về ấn tượng. Thì có hai cái ấn tượng mà tôi nhớ nhất đó, là hồi nãy như tôi đã nói đó, là khi trong cuộc chiến tranh đó thì gia đình tôi sống ở Hà Nội, nhưng mà quê tôi thì ở Hà Đông, bây giờ gọi là Hà Tây, thì mà làng gọi là làng Vân Đình, làng Vân Đình Hà Đông, Hà Nội. Thì khi mà tụi tôi trong thời chiến thì gia đình chúng tôi phải về miền quê, phải về cái làng Vân Đình đó, sống ở làng đó. Thì sau một thời gian đó thì ở Hà Nội yên rồi, thì chúng tôi đi với lại chúng gia đình chúng tôi từ làng Vân Đình trở về Hà Nội. Bây giờ tôi nghĩ là không có xa lắm, nhưng mà lúc đó là 30 cây thì tôi nghĩ cũng là xa lắm, nhưng bây giờ thì không có nghĩa lý gì hết. Thì cái hôm đó tôi kể chuyện là khi mà trên đường hồi cư từ làng Vân Đình về Hà Nội thì phải qua mấy con sông hay gì đó. Thì khi mà tới con sông đó thì vừa bước lên sông ấy, thì có một đám lính Tây nó ồ ạt nó kéo tới, hung dữ lắm. Tụi tôi hoảng sợ lắm. Thì họ nói cái gì ô lê manh, tức là giơ tay lên với gì pháp là ô lê manh đó. Thì bố tôi chẳng hiểu thế, bố tôi bảo thôi con giơ tay lên đi, thì tôi cũng phải giơ tay. Thì bố tôi ôm ngay lấy tôi để mà ông bế tôi thì tôi cũng giơ một tay lên. Thì ông bảo thôi, nó bảo ô lê manh là cả hai tay thì phải giơ hai tay lên, thì bố nói giơ hai tay lên đi, thì con cũng giơ hai tay lên. Thì cái hình ảnh đó là tôi cho tới giờ tôi vẫn còn nhớ, là những cái lính Tây ấy nó hung hăng lắm, nó đe dọa tùm lum hết đó. Mà hên nhất là bố tôi lúc đó cũng biết tiếng Tây, cho nên ông nói cái gì một hồi nó thì cuối cùng nó cho đi, may quá không có xảy ra gì hết. Còn cái ấn tượng thứ hai nữa là không biết chắc bây giờ anh chị em mình cũng biết là có những cái fan họ hâm mộ thì nghệ sĩ này nọ đó. Thì cách đây 60 năm ấy, cũng không ngờ là cũng đã có những fan như vậy rồi. Thì câu chuyện nó như thế này là lúc tôi còn bé thì bố tôi cũng cho tôi đi cine, gọi là cine bây giờ là kino đó. Thì bố tôi mới cho tôi đi cine, thì sau khi ở gần nhà hát lớn Hà Nội, nếu mà ai biết Hà Nội thì nhà hát lớn nó hồi đó nó có cái rạp cine, thì bố tôi đi cho tôi đi vào rạp đó. Thì sau khi mà coi phim xong đó thì bố tôi mới dẫn tôi đi ngoài công viên ở gần nhà hát lớn đó. Thì đang bố con đang đi, tự nhiên tôi thấy một đám các cô trẻ ào ra, tôi cũng không hiểu tại sao hết, tại mình con nít mình đâu biết gì đâu, ào ra cái đấm một đám chung quanh bao lấy ông già tôi, nói chuyện ríu riết tùm lum tà la hết đó. Thì ông bố tôi dĩ nhiên là cũng nói rồi, nhưng mà lúc đó tôi không biết gì hết đó. Tôi lấy làm ngạc nhiên lắm, tại sao mấy cô này tự nhiên ảo ra nói chuyện với ông già tôi như vậy đó. Bây sau tôi mới biết là những người đó là những người hâm mộ ông bố tôi. Thì hai cái hình ảnh đó không hiểu tại sao tôi lại nhớ cho tới bây giờ, rất có nhiều ảnh khác. Bây giờ tới phiên anh, phiên Trạch. Như vậy là lúc đó là anh khờ khạo lắm, ngây ngô lắm, chỉ biết yêu thôi chả hiểu gì, đúng không? Vâng, bây giờ tới anh Dương Hồng Trạch, anh trả lời một cái gì mà nó ấn tượng nhất giữa anh với bố anh. Alo. Như anh Ngân đã trình bày đó, thì là anh chỉ sống có gần bố tôi có 8 năm thôi. Và tôi từ năm 11 cho tới khi di cư vào Việt Nam nó có 3 năm. Để gần vào miệng. Mà bố tôi thì đi xa rất là nhiều, thành ra có thể nói là tôi không có gần sống gần bố tôi. Tôi bị cái hầm hưu đó. Thì chỉ có một số chuyện mà tôi muốn ngày hôm nay đó, thì có hai điểm mà nó gợi cho tôi một hai chuyện, mà hai chuyện đều có dính tới cái số 3 hết. Thì chuyện thứ nhất là hồi nãy là đứng ở ngoài đó, thì có một người nói chuyện với tôi, thì hỏi không có hỏi kiểu bình thường, là anh có mấy anh chị em, mà lại hỏi ông cụ tôi, ông cụ anh có mấy người con. Thì tôi cũng thành thực trả lời là ông cụ tôi có 11 người con. Thì cái anh đó, anh mà trời, ông sáng tác khỏe như sáng tác nhạc.
À, cho một tràng pháo tay. Anh không ngờ anh Dương Hùng thật dí dỏm quá. Vâng, thì nhưng mà sau đó thì tôi có giải thích là không phải là 11 người với một bà, mà sự thực là 11 người với ba bà. Còn nếu mà anh hỏi là anh có mấy anh chị em thì tôi trả lời là 5 người. Thì là chúng tôi, gia đình chúng tôi là anh Ân, tôi và ba người chị nữa là 5 người. Là mẹ tôi là bà thứ nhất. Bà thứ nhất thì bà ấy không có máu văn nghệ, thành ra ít người biết. Nhưng mà có một cái chuyện mà tới 3 năm trước khi bà ấy mất á, thì bà mới nói chuyện, bà kể cho tôi. Và anh Ân cũng không biết và ba bà chị tôi cũng không biết. Thì bà nói là bà đi chụp hình ở Hà Nội. Thì cái tiệm hình nó trưng hình bà ra. Thì tự nhiên ông bố tôi đi ngang cái tiệm chụp hình mới ngó trở về là nhất định đòi lấy cho được bà này. Quý vị thấy không ạ? cái chuyện đó là 3 năm trước khi mất mà tự nhiên bà nhớ ra, bà kể cho tôi. Mà những người anh em khác trong nhà cũng không biết. Như vậy là phải nói rằng thân mẫu của anh Trạch với anh Ân đó phải là một người đàn bà, phải là mỏng mày hai hạt, phải không quý vị? Xinh đẹp. Cho nên cái tiệm chụp ảnh để hình của cụ bà ở bên ngoài đó, để cho cụ Dương Thiệu Tước đi ngang qua đó, và trồng cây si. Cuối cùng là... Vâng. Vâng, và giờ... thì cái chuyện kế tiếp đó là ngày hôm nay thì ba lần hát bài Chiều. Thì năm tôi 3 tuổi di cư vào từ Hà Nội vào Sài Gòn thì gia đình tôi có được cái may mắn là đi máy bay. Thì máy bay của hãng nào tôi không biết vì lúc đó tôi mới có 3 tuổi. Thì tôi chỉ biết là tôi được ngồi kế bên cái cửa sổ nó nhỏ xíu vậy nè. Và có cái màn cửa mà còn bằng vải mà kéo vậy đó. Thì tôi mới hát bài Chiều trong chuyến bay. Hồi nhỏ lúc 3 tuổi. Bây giờ vậy mà hồi nãy không lên hát. Bây giờ mới khai. Không phải, tại vì cái bài đó là bài tù của anh Ân. Thành ra tôi để không phải bài tù của tôi. Và thứ nhì là tôi cũng bị hơi như bị vỡ tiếng. Vỡ tiếng hôm nay. Không, sự thật là tôi mới mổ thành ra bị nhét cái ống thở vào trong như cổ. Như vậy là ngày hôm nay. Thành ra tôi mới hát suốt cái chuyến bay đó. Thì tôi chỉ nhớ đại khái, nhắc lại đại khái là tôi là người lữ khách màu chiều khó làm khuây, ngỡ lòng mình là rừng, ngỡ đời mình là mây, nhớ nhà trầm điêu thuốc khói huyền bay lên. Thì tôi ngồi kế bên bà chị tôi. Thì tôi mới hỏi, tôi quay ra bà chị tôi hỏi: chị Hồng ơi, khói huyền bay lên cây hay bay lên bay? Thì bà ấy mới đố em nữa. Thì bà không trả lời, bà cười. Thì tôi rồi lúc đó tôi cũng chẳng biết là lên cây hay lên mây, nhưng mà nhìn ra ngoài cửa máy bay thì thấy mây. Thì tôi nói là chắc là khói huyền bay lên mây. Vâng, cảm ơn anh. Vâng, bây giờ tới một cái câu hỏi cuối cùng đó. Vâng, xin quý vị vỗ tay cho anh Dương Hồng Thạch. Như chúng ta biết đó, là bố của anh đó cũng ảnh hưởng từ ông nội của anh là cụ Dương Khuê, cũng người nghệ sĩ. Thì bây giờ tới cái đời của bố anh đó, cho tới cái đời của anh, thì có ai là một người nối nghiệp của bố anh, kể cả cái bà thứ hai cũng như bà thứ ba? Vâng, xin anh cho biết. Vâng, thì anh hình như này, câu hỏi này cũng có nhiều người hỏi tôi lắm. Hỏi là tại sao anh dòng dõi văn nghệ, văn hóa như vậy, ông cụ tổ tổ là Dương Khuê, là nhà thơ, mà đến bố tôi thì là nhạc sĩ, mà tại sao anh chẳng là cái gì hết? Đó. Thì tôi có nói là như thế này này, là Trạch cái em tôi vừa mới nói là ông già tôi có tới 3 bà. Cho nên khi mà ông già tôi xa gia đình đi các nơi đó, thì dĩ nhiên bà
mẹ cả bà mẹ tôi, tức là bà cả, bà cũng biết là chắc ông này cũng có cái gì đây đó. Cho nên thành ra ra hạnh phúc gia đình họ không có nữa, bà ấy buồn bã. Bà buồn bã, cho nên khi mà bà buồn bã thì dĩ nhiên là năm đứa con tụi tôi biết mẹ buồn bã đó, thì mẹ tôi mới nói với tôi rằng là thôi con ấy đừng có theo ngành nghệ sĩ gì hết nhá. À, tại vì cái ngành nghệ sĩ mới có ba bà. Đó. Thành ra tôi hỏi các anh chị nghệ sĩ đây nghĩ sao khi mà người ta nói là nghệ sĩ nó là như vậy đó. Thì chính sướng ca vô loại hay là gì chúng tùm lum hết. Cho nên chính vì thế mà tôi không có theo về đường văn nghệ, mà đi về đường khoa học. Cho nên có thể nói là biết đâu đó, nếu mà má tôi hồi đó không nói là các con đừng có theo văn nghệ, nhiều khi tôi cũng theo đường văn nghệ rồi. Nhưng mà quá hay. Nhưng mà cuối cùng thì tôi lại theo con đường khoa học. Và bây giờ văn nghệ của tôi như là số 0. Còn ngoài ra anh hỏi thêm là có ai nữa không ấy, thì tôi nghĩ là tôi có một cái điều tôi hơi suy nghĩ là tại tôi biết về khoa học, tôi nên biết cái luật di truyền đó. Thì tức là ông cụ tổ tôi là ông Dương Khuê là văn nghệ sĩ. Từ tới ông nội tôi ấy, thì không phải là văn nghệ sĩ nữa. Nhưng mà tới đời bố tôi đó thì lại là nghệ sĩ. Và tới đời tụi tôi ấy, không là nghệ sĩ. Thì tôi hy vọng là chắc đời con tôi thì có thể sẽ là nghệ sĩ. Nhưng mà cho tới giờ này chưa thấy tụi nó là nghệ sĩ gì hết. Bây giờ cũng hơi... Vâng, cảm ơn. Vâng, như vậy thôi. Như vậy là đủ. Tôi đã phỏng vấn anh Dương Hồng Ân. Xin quý vị cho anh Dương Hồng Ân và anh Dương Hồng Trạch một tràng pháo tay. Cảm ơn tất cả. Và bây giờ mời tất cả. Đặc điểm của bố tôi đó tôi không biết, nhưng mà tôi nghe bà chị tôi mới kể đó, thì xin mách nước những quý ông ở đây. Là bố tôi lúc trẻ đi uống rượu về, thì về nhà thì bà mẹ tôi cằn nhằn. Thì ông ấy lẳng lặng không nói lời nào, không cãi gì hết, ông leo lên giường ông đi ngủ. Thế là bà mẹ tôi khỏi nói luôn. Thế đó là cái cách chứ nha. Cái cách đó một cách nha. Mấy ông ở dưới nhớ nha.